À, em Dương chào cả nhà ngày mới nha. Hôm nay cực kỳ là hào hứng bởi vì rất là nhiều các cái sản phẩm đẹp. Trong đó em về lại cái cặp MK của Thụy Sĩ nè, mới lên ken xà beng luôn. Một con nữ nè, một con trăng sao. Rồi em lên đầu tiên là một con Wired nhà Seiko nha. Thương hiệu Wired thì anh em chơi hàng si chắc này thì không có còn xa lạ gì nữa đâu. Có điều cái chiếc này thì anh em nào mà chuyên chơi cái hãng này á thì quất ngay con này, bởi vì em nghĩ là khó mà kiếm được con thứ hai lắm. Đây, cái mặt của nó sẽ là mặt cát sòng hoặc là mặt cát sa mạc, tùy theo cái cách mấy anh gọi, nhưng mà cái màu vàng của nó cực kỳ đẹp nha. Mà em để ý riêng cái thương hiệu Wired này nè, cái thiết kế về cái sắc màu nó lúc nào nó cũng rất là sắc nét và nó đẹp ghê đó. Ngồi nhìn ngắm cái màu của cái thương hiệu này cũng rất là thích nữa. Kính cong không tì vết nha anh em ơi. Đây, đã vẫn là bộ kim rất là sắc nét, cực kỳ là mạnh mẽ nam tính, và mặt thì thôi quá đẹp rồi. Nhưng mà hình như cái con này là cái phiên bản đặc biệt anh em, bởi vì nó có cái chữ ZL ở đây nè. Hồi giờ em cũng chưa gặp một cái con Wired nào mà nó lại có cái logo chữ Z với chữ L này. Có thể là nó là viết tắt của cái Japan League, tên của một cái giải đấu nào đó chẳng hạn. Và đây là một cái phiên bản kỷ niệm sản xuất riêng cho cái giải đấu đó. Đó là em đoán như vậy. Nhưng mà thực ra nếu như mấy anh em mà theo dõi kênh của em thì chắc chắn là sẽ chưa bao giờ thấy một cái chiếc Wired nào mà nó có cái phiên bản ZL như vậy. Mặt thì là bao đẹp rồi, không có gì để chê. 6 kim, 3 cốt, 1 lịch theo cơ chế chrono, lịch có 4 giờ. Cái cọc số của nó sẽ là bằng thép màu vàng, bắt sáng rất là tốt nha anh em ơi. Kính thì không tì vết. Con này thì nó có một cái nhược điểm như vậy, đó là dây của nó thì cỡ từng 17 thôi, nên là em Dư đã kiếm thêm cho mấy anh em một cái mắt lô, nhưng mà nó cũng khá giống với lại mắt zin nha. Anh em nào mà tay cỡ chừng 16 năm 17 thì mang ok, mình chỉ cần cắt cái mắt đây ra thôi, tại vì cái dòng này nó cho phép mình cắt tất cả các cái mắt da mắt thừa nè. Anh em nào chốt cái này á, sau này em săn được một cái con Wired mà cái dây của nó cũng sử dụng cái bản dây này màu đen á, em sẽ chích mắt thừa ra để em gửi cho mấy anh để khắc phục cái mắt này. Tại vì nhiều khi hàng si á, nó có dây thép á, nó bị cái vấn đề là dây ngắn thì cái đó thì nếu mà may mắn á thì được dây dài, chứ còn mà dây ngắn đó là chuyện bình thường nha anh em. Nguyên zin hết toàn bộ, khó của nó cũng có khắc cái logo đặc biệt này nè. Đáy của em nó đây. Đáy, ồ trời. Đúng rồi nè, Justin Lit. Justin Lit, như vậy đây là một cái phiên bản đặc biệt dành cho cái bộ phim Liên Minh Công Lý. Trời đất ơi, chán thiệt đó chứ. Rồi giờ là anh nào mà chốt được con này thực sự là quá là hời luôn. Bởi vì đây là một cái phiên bản giới hạn nè, không có đánh số thứ tự nè, 534 trên 1000 chiếc Justin Lit, và tất cả những cái nhân vật ở trong vũ trụ của DC Comics kết hợp với lại tập đoàn giải trí Warner Bros. Anh em nào mà yêu thích cái bộ phim Batman hay là Superman thì chắc chắn không có còn xa lạ gì nữa rồi. Nhưng mà riêng em á, hỏi về Batman thì đây, em đây, chùm đây. Kháng nước 13, dây dài hiền gì, cái này nhìn nó đẹp nha. Rồi, ok. Con này thì size của nó sẽ là 42.5. Nguyên hộp của nó luôn. Ủa, size to dữ vậy. Ô chơi size 45 được anh em ơi. Nhưng mà càng nó là càng ngắn à, càng chỉ có 52 thôi nha. Một cái phiên bản đặc biệt. Ôi dồi ôi,
Nó lên tay đẹp không? Cái mặt của nó quá là sang luôn nha các anh ơi. Rồi, tuyệt vời. À, chiếc này đi kèm của nó sẽ là một cái hộp, một cái cây trọt mắt thừa. Con này được mua vào ngày mấy nè, 13 tháng 7 năm bao nhiêu đây em cũng chẳng biết nữa, nhưng mà đại khái là cái nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Con này chỉ có 1.250.000 nha anh em ơi, còn rất là mới và là một cái phiên bản đặc biệt. Tiếp theo sẽ là một chiếc đồng hồ dành cho các chị nữ. Con này dây zin của nó là dây màu đen, dây da màu đen, nhưng mà nó đã bị bong chóc về, nó hư rồi. Cho nên là em Dư đã thay cho mấy anh em một cái sợi dây màu đỏ, rất là phù hợp với lại cái mặt của đồng hồ nha. Khó là khó zin cũng còn khá là mới nè. Đây, cái thương hiệu BE Cardin này nè, rất là ít gặp nha anh em ơi. Bình thường á, mình đi vô cửa hàng An Phước, mình mua một cái sản phẩm BE Cardin là quần áo, ngoài ra còn có thắt lưng, rất là nhiều các cái phụ kiện và thời trang. Và em không biết là nó có bán đồng hồ hay không, nhưng mà là cái mặt hàng mà đồng hồ mà của cái thương hiệu này á, rất là ít gặp. Valentino thì lại nhiều, nhưng mà BE Cardin thì lại ít nha. Hôm nay em Dư may mắn về được một con BE Cardin dành cho các chị nữ. Cái độ mới cũng còn rất là cao, anh em nhìn cái nút vàng nè, bộ kim cũng rất là sắc nét, và cái lịch của nó nè, cái ô cửa lịch nè, nó có vét rất là đẹp luôn. Tuyệt vời chưa, kính không tì vết luôn nè. Mấy anh mua chiếc này tặng cho mấy chị thì đảm bảo là tuyệt vời. Chính hãng BE Cardin. Và con này dây thì em đã thay mới nha, nhưng mà khó zin. Thậm chí con này nó còn có cả cái hộp zin của nó luôn nè, BE Cardin Paris nè. Trên này là mấy anh em không chơi thì chơi cái gì nữa. BE Cardin dành cho các chị nữ, giá chỉ có 600k thôi, mới 95% full box. Size của chiếc này sẽ là 34 nha anh em. Mấy anh em đừng có quan trọng size. Thực ra các chị nữ bây giờ á, mang đồng hồ á, không có ai mang size mà 20, 21, 22 như hồi xưa đâu. Bây giờ là mấy chị rồi phải mang ít nhất phải là size 28 trở lên thì nó mới đẹp và sang. Còn mà size nhỏ quá, lên tay nó rất là nhỏ, nó giống như một cái lắc rồi. Rồi tiếp theo là em lên cho mấy anh em hai mẫu đồng hồ Michael Kors, một cái thương hiệu quá là nổi tiếng và quen thuộc với cả nhà rồi. Đợt này thì em về hai màu, đó là màu xanh và màu vàng. Anh em thích màu vàng á thì chốt em con này, còn anh em thích màu xanh nhưng mà viền á, cũng là viền vàng nha anh em, thì giá của màu xanh sẽ là 1.600.000, còn màu vàng sẽ là 1.650.000. Dòng máy con co này nó sử dụng máy thị sĩ 5 kim 3 cốt 1 lịch thượng. Có điều á, cái dòng này anh em lưu ý là hiện tại cây kim dây này nó không có chạy nha. Một con á, thì cây kim này đang chạy, còn một con đây á, thì không. Là bởi vì nó là cây kim dây của bộ thể thao. Mình bấm cái nút đây nè, nó mới chạy. Còn ở góc 6 giờ nó sẽ gồm hai cây kim, đó là cây kim giờ và cây kim phút của bộ thể thao. Cây kim dây này chạy 60 giây thì bên đây nó sẽ nhảy 1 phút. Bây giờ em bấm đây nè, reset nè. Ok chưa, bấm nè, reset nè. Rồi lịch nhanh lịch chậm ok hết nha anh em. Riêng về cái mẫu này thì hôm trước có mấy anh bị dự bị đó, chốt hụt, thì hôm nay nhanh tay alo em nha Dư, bởi vì độ mới cũng còn rất là cao, không khác gì cái chiếc hôm trước hết trơn á. Dây khó nguyên zin hết toàn bộ nè, không tì vết luôn nha, đẹp không, càng rất là ngắn, phù hợp với rất là nhiều cổ tay.
Size của chiếc này chỉ là 39 thôi, 38.5, 39 gì đó. Đây, với cái size này và cái kích thước càng như vậy á, thì rất là dễ đeo, gần như là tay nào cũng có thể mang được. Xanh là 1,6 triệu, còn vàng là 1,650 nha anh em ơi. Mọi tính năng hoạt động tốt, nguyên zin hết toàn bộ. Tiếp theo sẽ là một con Silen cơ, và đây là một chiếc cơ duy nhất ngày hôm nay. Silen nó là một cái thương hiệu nội địa của Nhật, và nó thiên về dòng lặng. Có nghĩa là sao? Ngay cả cái tên của nó nè, Silen có nghĩa là vùng biển. Và chính vì vậy mà tất cả những sản phẩm của thương hiệu Silen này đều kháng nước rất là tốt nha anh em ơi. Bên cạnh đó thì thiết kế nó khá là đặc biệt, khi mà nó chơi một cái núm rất là to nè, và là núm ngược nữa mới chịu. Cái núm này á, thứ nhất là nó bảo vệ cái nụ chính của chúng ta tránh bị va đập. Tác dụng thứ hai nó là nó tăng cái độ ngầu, cái độ cái đẹp trai của mấy anh. Con này thì dạ quang của nó cũng khá là sáng nha, có lịch nữa nè. Dòng này thì sử dụng máy Miyota của Citigen, mặt của nó sẽ là vân carbon, quá là độc lạ luôn. Và chiếc này dây khó zin hết toàn bộ, thép đúc đáy của em nó nè, anh em nhìn thấy đã không, rất là nhiều cái thông số ở sau đáy nè. Mình nhìn thấy cái này là mình đã thấy uy tín rồi nha. Sunflam, đây là một cái tập đoàn chuyên sản xuất các cái thương hiệu đồng hồ nội địa của Nhật. Rồi làm sao, automatic nè, 24 chân kính nè, kháng nước 10 ATM, phiên bản giới hạn gì đây nè, tùm lum thông số luôn. Quá là chất luôn anh em ơi. Size của em nó sẽ là 45, và size dọc của em nó sẽ là 52. Như vậy thì cũng dễ là đeo thôi. Lên tay cũng khá là ngầu, phù hợp cho mấy anh em tay cỡ chừng 16, 16.5 trở lên mang khá là ok nha. Chắc không? Con này là dành cho mấy anh em mà đeo tay tay trái đó, hoặc là mấy anh em mà thích độc lạ thì cứ chơi. Con Silenker này giá 1,850,000, và dạ quang của nó sẽ là bộ kim và các cái đầu cọc số. Đây. Tiếp theo sẽ là một cái thương hiệu đến từ nhà Citigen, Independent. Để không? Anh em nhìn thấy cái bộ kim này, cái bộ kim với lại là cái chất thép nó, nhìn đã không? Quá là chắc luôn. Con này á, tuy là mặt tròn nhưng mà cái form nó là giống như form chữ nhật vậy anh em. Bởi vì nó nếu mà chúng ta mà nhìn kỹ một chút á, thì cái form nó kiểu form oval như vậy nè. Chính vì vậy mà rất là ôm tay nha, cực kỳ dễ đeo. Khi mà đồng hồ nó thiết kế những cái dạng chữ nhật như vậy. Size ngang của chiếc này sẽ là 40, và size dọc là 46.6, gần như là phù hợp với tay cỡ chừng 15 năm trở lên mang rất là ôm. Ồ anh em coi nè, cái nó ôm tay ghê chưa, càng rất là ngắn luôn nè. Đó, cái dây của nó quặp xuống như vầy nè, thì thật sự là nó đeo rất là đẹp. Cái con này em sẽ không có giới thiệu nhiều, mà em sẽ chỉ quay cận cảnh cho mấy anh em tự đánh giá thôi. Ồ trời ơi, thấy bộ kim đã không? Ba cốt, 6 kim, 1 lịch. Bây giờ là 1:10 hả ta? 1:02. 1:02 nè. Quá đẹp luôn anh em ơi. Rồi ok nha.
Còn Independent Citizen này là 1.200.000 đó, thép đúc zinc nguyên con, cực kỳ mới. Tiếp theo sẽ là một con mặt vuông thương hiệu Yutke. Đây là một cái hãng sử dụng máy Seiko và cũng là hàng Nhật luôn nha anh em ơi. Con này cái bộ dây để không? Rồi dây nè. Dây này thì phải nói bao cho mấy anh tay 20, 21 luôn, đeo cũng vừa luôn á, cực kỳ là rộng, này xỏ vô được luôn nè. Một chiếc đồng hồ dành cho mấy anh em mà yêu thích cái sự đơn giản và tiện lợi, bởi vì cái con này á là ba kim và hai ô cửa lịch, lịch thứ và lịch ngày, tiện lợi. Đây mình rút ra một nấc, mình xe lên á, là nó nhảy nhảy thứ nha, bữa nay là thứ tư nè, còn xe xuống thì nó sẽ nhảy ngày, rất là mượt mà luôn. Đây là ngày 10 nè. Đó, thì mình rút ra hai nấc là để mình sẽ chỉnh thời gian. Bây giờ là 1 giờ. Như vậy là nó sẽ nhảy lịch anh em ơi. Cho nên là sẽ quay ngược lại nha. 1 giờ 5 phút. Đó. Dây khó nguyên zin toàn bộ, thép đúc. Size thì rất là dễ đeo. Kính là kính vuông tràn viền. Mấy con này anh em đeo á là thực sự là không có bao giờ mà mình sợ hư luôn, tại vì sao, bộ máy càng đơn giản thì nó càng ít lỗi. Xưa giờ nó là như vậy rồi. Mấy anh em có thể mua tặng cho phụ huynh, người lớn, những cái mẫu này cũng rất là ok. Còn rất là mới nha anh em ơi, viền của nó nè, thấy không, đẹp không? Đây, đúng của nó có khắc cái tên của hãng nè. Đẹp lắm. Form cực kỳ ôm tay luôn. Rồi, chiếc này là sử dụng máy của Seiko nha anh em ơi, giá chỉ có 680.000 thôi. Tiếp theo sẽ là một em thương hiệu đến từ Ý, ITA. Cái hãng này nó thiết kế đồng hồ phải công nhận rất là chất. Đây, cái bộ dây của nó là bộ dây cao su, nhưng mà nó vân vân đè điểu hay là vân cá sấu gì đây em không biết, nhưng mà cực kỳ là chất luôn. Đây nè, đôi khi mình nhìn vào một cái đồng hồ á, mà mình xem cái chi tiết bên rìa thôi, ví dụ như là dây nè, rồi khó nè, rồi xem nụ nè, là mình đã biết ngay đó là hàng xịn rồi. chứ không phải là cứ là mặt đẹp thì là đồng hồ xịn nè, cái đó không đúng đâu. Tại vì nếu mà nói về đẹp á, mấy anh tàu á là siêu đẹp. Tàu mà nó ra đồng hồ, anh em ra ngoài chợ hay là lên Shopee, Lazada đó, đồng hồ rồng bay phượng múa đó, 200-300 ngàn đó, là đồng hồ tàu đó. Gì mà trẻ có rồng, phượng hoàng, rồi long ly, quy phụng, đầy đủ cái kiểu bay lượn mà vàng này kia nguyên con, cực kỳ đẹp luôn. Nhưng mà làm sao mà chất lượng bằng mấy cái chiếc này được. Coi nè, kính là kính công tràn viền, mặt thì mặt nâu cà phê, bộ cọc số thì sao, nó nổi lên bề mặt luôn nè, nhìn nè, phải không? Nụ là nụ gốc 2 giờ độc lệ mà nó còn vặn ren nữa, kháng nước tốt nữa đó. Đây là một cái thương hiệu của Ý về dòng này, dòng Casanova đó. Đây, ý nghĩa của từ ITA này anh em ơi nè, Italia Tecnica Artigi, có nghĩa là Artigi đây là tiếng Ý, nhưng mà em dư có biết tiếng Anh á, nếu mà dịch ra thì đây là một cái Artig, đó là thiên về nghệ thuật. Đây là một cái hãng thiên về thiết kế nghệ thuật, Artigi Tecnica Italia. Rồi, nói chung là như vậy đi. Không may nó ghi tới Ý, tiếng Ý á, em chưa còn biết chứ, ghi tiếng Nhật là thua rồi. Italia nè, Tecnica nè. Đẹp không?
mình chơi đồng hồ là mình chơi mấy con này là không có lo bị đụng hàng nha anh em ơi. Size của chiếc này là size 44 và cái size kèn của nó luôn là 50. À, đây này cái kèn nó nè, thấy nó ôm tay ghê không, đáy của nó nè, ồ trời quá đẻ luôn. Hay chỉ có hàng si mấy anh em mới có cơ hội mình tiếp xúc được với những cái hãng cực kỳ xịn sò mà với cái mức giá nó phải chăng như vậy. Chứ nếu em lấy ví dụ như anh em có người thân ở bên Ý, mình vô trong cửa hàng ITA mình mua cái chiếc này thì làm gì có cái chuyện mà 1 triệu mấy. Quên đi nha, mấy con này em nghĩ bèo bèo mấy 300-400 euro đó, chứ không có, tại vì tiền là tiền châu Âu mà, không lẽ mình vô cửa hàng ở bên châu Âu mà nó ghi Việt Nam đồng. Mà nếu mà Việt Nam đồng thì chắc là người chủ là ông người Việt. Chủ người Việt thì phải bán cái giá của châu Âu chứ bán cái giá của Việt Nam mình chịu mấy 2 triệu như em dư thì có mà mua vé máy bay về sớm. Rồi cuối cùng là một em Aramis đó, mình đọc cái tên thương hiệu thôi là mình biết ngay đây là một cái thương hiệu của Hy Lạp. Nghe nó rất là thần thoại. Anh em chơi đồng hồ á, nhìn vào cái mẫu này biết nó giống cái thương hiệu không? Patek Philippe. Với một cái thiết kế trăng sao, lịch ngày thứ tháng và sun and moon, cực kỳ là đầy đủ các cái tính năng của một cái anh chàng gọi là công sở và hoặc là những cái người mà người lớn tuổi á, những cái form như vậy này mang rất là thích nha. Phiên bản kỷ niệm năm 2015, kỷ niệm 50 năm thành lập hãng nè. Để không? Gia băng mua mình và được lắp ráp tại Trung Quốc, Made in China nè. Ai sợ với em Dư nói thẳng luôn, Trung Quốc là Trung Quốc, có gì đâu sợ. Anh em nào sợ Trung Quốc thì đừng có mua nha. Mà nhiều khi em nghĩ cũng lạ, ví dụ như thằng Seiko, thằng Casio, thằng Citizen mà sản xuất ở Trung Quốc á, thì mấy anh lại chịu. Còn mấy cái thương hiệu lạ lạ đây nè mà sản xuất ở Trung Quốc thì nó là không chịu. Trời, buồn với anh ghê luôn. Ở đây nó sẽ gồm có một cái nụ ở góc 2 giờ là để mình chỉnh cái chức năng của cái đồng hồ. Để em coi thử coi nó là thuộc tính chức năng gì nha. Có thể là nó chỉ tháng đó anh em ơi. Đúng rồi. Bữa nay là tháng 5 nè, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5. Rồi như vậy là mình rút ra một nấc để mình nếu mà mình xe xuống á, là nó sẽ di chuyển cái chân xe ở dưới này. Và đây là lịch tuần trăng, nó gọi là lịch tuần trăng, có nghĩa là phải sau 30 ngày thì nó mới kết thúc một cái vòng quay của nó. Nó khác với lại những cái dòng trăng sao mà ngày đêm thì là 12 tiếng thì là mặt trời lên và 12 tiếng là mặt trăng lên. Còn ở đây là ví dụ như mặt trăng ngay ở giữa đây này, thì là ngày 15 hoặc là mùng 1. Ok chưa? Còn nếu mình xe lên thì nó sẽ lịch nhảy lịch ngày nè anh em ơi. Đó, đây là cái kim thiền trượng chỉ lịch ngày và hôm nay là ngày 10 đúng không? Như vậy là tháng nè. Hồi nãy em chỉnh tháng 5 nhưng mà khi mà qua tới ngày 31 á, nhảy qua ngày 1 là nhảy qua tháng 6 nè anh em ơi. Như vậy là mọi tính năng ok hết nha. Còn nếu mà để chỉnh cái thứ bên đây á, thì mình sẽ quay 24 tiếng. Hôm nay đang là thứ 5, như vậy là để bị lọt tới 1 tuần rồi. Rồi ok, quan trọng là tất cả các tính năng đều được hoạt động tốt. Còn về cái chỉnh chuẩn ngày á, thì lát nữa em Dư sẽ chỉnh lại cho mấy anh em. Mình về là mình chỉ có dùng thôi nha. Rồi, một con Aramis dây khó nguyên zin hết toàn bộ, phiên bản trăng sao như cái kiểu là Patek Philippe, nguyên hộp luôn nè, đã không? Con này chỉ có 1.180.000 nha anh em ơi. Size của nó là size 39, cực kỳ là dễ đeo luôn. Mồi ôi, em nói thật nha, mấy anh em mua mà tặng cho sếp hay là tặng cho phụ huynh của mình á,
mà họ cầm con đồng hồ mà họ thấy cái phiên bản giới hạn mà limited rồi là họ đã sướng rồi. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều.